Xin chào các bạn, nay mình vừa mới đưa vợ mình đi đến cái chỗ để làm bãi tổ, để dịch hợp đồng, làm thêm cũng như là một số quy định công ty cũng như là dịch cái công các công việc. Hôm nay là ngày đầu tiên nên mình sẽ đã đến để dịch một số cái công việc của vợ mình làm, để học các cái người ở chỗ trung tâm người ta dạy cho mình làm. Thì vợ mình làm ở một cái viện dưỡng lão gần nhà, thì cách nhà mình khoảng tầm 3 km, đạp xe đạp thì mất hơn 10 phút một chút. Thì nằm mùa đông chắc là phải đi bộ, còn mùa này thì vẫn đi được xe đạp. Thì vợ mình sang đây cũng đã được 1 tháng, tuy nhiên thì vì cái ở Việt Nam cũng có học tiếng trước tầm 3 4 tháng, cũng học hết tên là năm. Tuy nhiên thì cái việc mình nghe mình có hiểu một chút xíu, nhưng mà cái việc phản xạ nói cũng như là cái kỹ năng hiểu mình còn kém. Vì thế nên các công việc bãi tổ ở đây rất là nhiều nhưng mà mình cũng không thể đáp ứng được. Vì chỗ mình thì ở tỉnh Niigata, ở chỗ này thì nó người Việt nó cũng chưa nhiều. Các cái xưởng có người Việt làm còn ít, rồi cái các cái quán xá người Việt cũng hầu như là không có mấy, nên là cái việc xin việc ở bãi tổ ở cái khu vực này nó cũng hơi khó. Vì thế nên là mình hôm nay mình quyết định làm cái video này để chia sẻ cho các bạn cái cách mà các cái khâu thủ tục để khi mà bảo lãnh vợ chồng mình qua bên Nhật này rồi thì mình các thủ tục là xin để đi làm bãi tổ như thế nào, rồi cái xin việc như thế nào nữa, việc làm thêm cho vợ chồng nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên thì trước đây thì mình đã làm về các thủ tục bảo lãnh sang bên Nhật này, rồi cái form ghi thủ tục giấy tờ như thế nào này, một cái nữa là một cái form ghi xin visa sau khi đã có tư cách lưu trú, là 3 cái. Thì hôm nay sẽ là cái cuối cho cái series mà bảo lãnh gia đình này, sẽ là hôm nay là cái cuối về cái xin công việc cho vợ hoặc chồng. Thì đầu tiên là cái thủ tục là xin làm thêm là như thế nào. Thì ngày xưa thì có thể khi bạn nhập cảnh ở sân bay thì mình đưa luôn, người ta sẽ cấp cho bạn cái thẻ ngoại kiều gia du cao độ ấy. Thì ở đấy thì mình có thể nói cho người ta luôn là tôi muốn đi làm thêm bãi tổ. Thì pháp luật quy định là đối với du học sinh hoặc là đối với những người mà theo visa gia đình thì mỗi tháng sẽ là mỗi tuần sẽ được làm thêm là 28 tiếng trở xuống. Tuy nhiên thì bây giờ thì ở sân bay người ta sẽ không làm cho bạn như thế nữa, mà các bạn sau khi người ta cấp cho các bạn thẻ ngoại kiều thì các bạn là về địa chỉ của chỗ các bạn ở. Về đầu tiên là các bạn phải lên trang sổ để đăng ký cái lưu trú ở cái địa chỉ mình đang sống đây. Sau khi mà các bạn có được cái đăng ký lưu trú, người ta sẽ ghi ở sau cái thẻ cho mình là ở đâu ở đâu. Thì các bạn sẽ phải đi lên một lượt nữa là ở Niu Cảng, chi nhánh xuất nhập cảnh của cục nào đấy tùy ở cái tỉnh các bạn, thường thường ở các sân bay. Thì các bạn đến đấy, các bạn bảo với người ta là tôi muốn đăng ký làm thêm bãi tổ. Thì người ta sẽ đưa cho bạn một cái form ghi, các bạn chỉ ghi thông tin mấy thông tin như là tên tuổi rồi ngày nhập cảnh hạn visa như thế nào. Thì sau đấy người ta sẽ cấp cho các bạn một con dấu, người ta sẽ đóng một con dấu sau cái thẻ của bạn là được phép làm thêm 28 tiếng một tuần. Đấy, nó như thế này. Đấy, thì sau khi đấy thì các bạn có thể đi làm thêm một cách hợp pháp đối với những người bảo lãnh gia đình. Còn với những người mà ở chỗ nhiều việc làm thêm, có nhiều người Việt làm thì cái việc làm thêm nó đơn giản rất là nhiều. Ví dụ bạn của vợ mình cũng đã sang tầm 1 tháng thì đi làm và có rất nhiều việc, nhưng mà mình có thể chọn được cái việc để làm việc này việc kia. Thì chỗ có nhiều người Việt làm nên là cái không cần tiếng gì cả, nói không cần thì cũng không đúng, cũng cần, nhưng mà cái việc giao tiếp thì có nhiều người Việt người ta sẽ hỗ trợ cho mình cái việc là dịch mình, cái việc tiếng của mình kém thì mình người ta vẫn chấp nhận mình. Và có nhiều việc làm thêm ở đấy thì có việc làm lương tay, nghĩa là không cần phải làm một tuần 28 tiếng hay là như nào, mình làm được bao nhiêu thì mình làm, và theo cái sản xuất của cái xưởng đấy chẳng hạn, thì người ta sẽ cuối tháng người ta sẽ trả lương bằng tiền mặt cho mình, không qua thẻ ngân hàng. Vì thế nên là cái họ không yêu cầu mình đã làm một tuần 28 tiếng hay là không sao, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, thì còn đối với những nơi mà ít việc cho những người nước ngoài hoặc là những người ít biết tiếng như ở chỗ mình hoặc là một số các tỉnh lẻ khác thì phương án làm việc là như thế nào. Đầu tiên thì thứ nhất là các bạn có thể liên hệ với các bạn bè mình đã từng làm ở những cái quán, những cái xưởng ở đấy,
thì các cái công việc mà đơn giản yêu cầu ít tiếng như là các xưởng về làm thực phẩm này, số cuisine các thứ ấy, thì sẽ yêu cầu ít tiếng hơn. Nhưng tuy nhiên ở chỗ mình đây thì các cái xưởng đấy nó cũng hầu như là không, cũng ít. Thì cái phương án cho các bạn là các bạn sẽ đến ở mỗi thành phố sẽ có một cái trung tâm giới thiệu việc làm. Ở chỗ mình thì có cái Hello Work, Hello Work, thì ở chỗ các bạn mình nghĩ ở các thành phố đều có chi nhánh. Thì các bạn đến đấy thì nó sẽ có rất nhiều công việc bãi tổ đang tuyển cho những người, từ những người nước ngoài đến những người Nhật đã về hưu, người chưa biết tiếng, những người đã có tiếng, tùy vì có mức các cái mức lương phù hợp cho những người tùy trình độ tiếng và những cái khả năng công việc như thế nào. Thì đối với vợ mình thì tiếng hầu như là không có, nên là cái việc làm thêm nó chỉ đạt cái mức lương gọi là tối thiểu 830 yên một giờ. Thì mỗi tháng sẽ, mỗi tuần sẽ làm 5 ngày và mỗi ngày làm 5 tiếng, 25 tiếng ở một cái viện dưỡng lão. Thì đấy là cái một cái đơn hàng, à, một cái công việc mà mình nghĩ là cũng không không hẳn là quá là khó khăn. Thì nhiều bạn sang đây để đi đơn hàng ở viện dưỡng lão thì cũng mất khoảng tầm 150 hoặc là 100 hơn, hoặc là bỏ ra bao nhiêu tiền đấy để đi sang bên này làm đơn hàng ở viện dưỡng lão chăm sóc hộ lý các thứ. Thì bọn mình cũng 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 có thể nói là khá may mắn khi vào xin được một cái việc ở đấy. Thì các bạn ở đây là gì, ở đấy thì có à, ngày mình tiếp xúc với người Nhật rất là nhiều, cái cơ hội phải phát triển tiếng nó lên rất là nhanh, chứ không như ở các cái xưởng thì mình công việc mình sẽ làm nhiều hơn, mình có nhiều tiền hơn, nhưng bù lại đấy thì cái tiếng của mình sẽ không được cải thiện nhiều. Bạn nào chăm thì bạn nào cải thiện nhiều, nhưng mà đa số là các bạn đi làm về rồi thì không đi làm các xưởng, làm nhiều thì về sẽ không muốn học nữa, đó là chuyện bình thường. Đấy thì các bạn cứ lên ở Hello Work cử hay là một số cái trung tâm giới thiệu việc làm khác, người ta sẽ giới thiệu cái việc cho bạn. Và mình đã phải nghỉ mất 3 hôm, mỗi hôm là phải nghỉ nửa ngày đấy các bạn. Thì đầu tiên là dẫn vợ mình lên Hello Work cử để đăng ký cái tuyển dụng làm thêm bài tổ. Rồi thứ hai, khi mà đã chọn được cái, người ta sẽ giới thiệu một cái nơi phù hợp cho mình, người ta không có cái nơi tuyển dụng đó người ta không có yêu cầu tiếng ấy, thì mình phải nghỉ một hôm nữa để dẫn vợ đến ở cái chỗ trung chỗ công việc đấy, người ta đang tuyển đấy, để gọi là tham quan kênh ngắt cửa tiện kiến tập và tham quan ấy. Thì đến để tham quan cái công việc ở cái đó như thế nào, cái môi trường làm việc như làm sao, để mình có làm được không, mình có thấy phù hợp với cái nhu cầu làm việc của mình không. Thì sau khi mình đã ok mình làm việc, mình quyết định ở làm việc ở đấy, thì mình lại phải nghỉ một hôm nữa để đến để đi phỏng vấn. Người ta chỉ gọi là đến phỏng vấn thôi, nhưng mà khi mình người ta đã dẫn mình đến đấy để đi tham quan, mình ok, người ta cũng ok rồi, thì cái buổi phỏng vấn thì gọi chỉ gần như là cái thủ tục giấy tờ, và để người ta sẽ hỏi mình một số thông tin liên quan như visa của mình là bao nhiêu, phụ thuộc vì visa bao nhiêu lâu, rồi cái tuổi tác, rồi cái người ta xong báo về cái mức lương như thế nào, giờ thời gian nguyện vọng làm việc của mình là bao nhiêu tiếng, mỗi ngày là bao nhiêu tiếng. Đấy, thì vào buổi hôm nay nữa là mình phải buổi nghỉ đến buổi thứ tư. Buổi hôm trước thì cái buổi phỏng vấn thì mình chỉ nghỉ 2 tiếng, thì mình xin ra ngoài xong rồi mình vào công ty. Còn hôm nay thì mình phải nghỉ một buổi, từ 9 giờ bắt đầu thì đến bây giờ là đã 11 giờ, thì mình cũng không thể là nghỉ được mấy tiếng, mình nghỉ luôn cả ngày, cả buổi. Thì sau khi đấy thì đến hôm nay đến là dịch các thủ tục giấy tờ và các cái nội quy cũng như là cái chỉ các cái nội dung công việc mà ban đầu đối với người mới thì người ta sẽ làm gì. Nhưng mình thấy vợ mình đến đấy thì đầu tiên là sẽ là sử dụng các cái máy lau dọn hút bụi các thứ đây, rồi thay ga, thay đệm cho những các cái ông bà già ở cái chỗ viện dưỡng lão ấy. Thì nó cũng có thể nói là cũng khá là vất vả một chút, đối với cái không phải là về cái mức độ công việc mà là cái nội dung công việc làm. Thì đối với các những người trẻ thì mình thấy nó cũng có thể là hơi vất vả, nhưng còn đầu mình chưa biết tiếng thì cũng phải chấp nhận, để mà ở đấy thì có cơ hội va chạm nhiều với người Nhật, người ta nói suốt ngày, thì có thể cơ hội mình vừa về nhà vừa học vừa đấy nghe, thì mình có thể phát triển được cái khả năng tiếng Nhật của mình một chút. Sau khi mình có khả năng tiếng Nhật thì có rất nhiều các cái công việc khác ở bên ngoài mình có thể xin được. Ở đây thì có rất nhiều công việc bài tổ người ta tuyển trên mạng, mình đăng ký thì người ta gọi điện đến, nhưng khi mà
mình nói chuyện với họ thì họ muốn gặp người mà có nhu cầu đi làm ấy, thì người ta nói chuyện thì mình nói chuyện qua điện thoại không nói được với người ta thì người ta cũng cancel lại job của mình, thế là mình lại không được đi làm ở đấy nữa, thì đành là phải làm ở cái chỗ mà trung tâm chăm sóc người già này, viện dưỡng lão này. Thì đấy là một số cái nội dung công việc mà mình thấy cần chia sẻ cho các bạn. Thì các cái công việc khác ví dụ như là làm ở các cái quán này, nhân viên gọi đồ order thì cần phải tiếng này, các family mart ở các cái company ấy, thì có tuyển rất là nhiều, siêu thị cũng tuyển rất là nhiều, tuy nhiên ở đấy thì cần phải giao tiếp với người Nhật nhiều, các cái dùng kính ngữ nhiều, thì dụ như ở khách hàng thì mình dùng kính ngữ nhiều nên là cái việc đấy mình chưa chưa nói được tiếng Nhật nhiều thì mình không làm được. Rồi các cái xưởng rau củ quả thực phẩm thì ở đây nó cũng có nhưng hơi xa mình không đi được, nên là cũng đấy là một số cái gợi ý công việc cho các bạn làm sau khi mà bảo lãnh vợ chồng sang. Đối với chồng thì có thể là nhiều việc hơn, các công xưởng người ta sẽ cần nhiều người làm hơn, và đối với con trai thì có thể nhiều công việc hơn, còn đối với nữ thì hơi ít hơn một chút. Đấy là một số cái mình muốn chia sẻ với video ngày hôm nay. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.